Đề thi học kỳ 2, tiếng Việt, lớp 2, đề tham khảo 4. Đề thi học kỳ 2, lớp 2, môn tiếng Việt, đề 4. Cây đa quê hương, cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Đó là cả một tòa cổ kính hơn là một thân cây. 9. 10 đứa trẻ chúng tôi bắt tay nhau ôm không xuể, cành cây lớn hơn cột đỉnh, ngọn chót vót giữa trời xanh, rễ cây nổi lên mặt đất thành những hình thù quái lạ, như những con rắn hổ mang giận dữ. Trong vòm lá, gió chiều gảy lên những điệu nhạc ly kỳ tưởng chừng như ai đang cười nói. Chiều chiều, chúng tôi ra ngồi gốc đa hóng mát, lúa vàng gợn sóng. Xa xa, giữa cánh đồng, đàn trâu ra về, lững thững từng bước nặng nề. Bóng sừng trâu dưới ánh chiều kéo dài, lan giữa ruộng đồng yên lặng, theo Nguyễn Khắc Viện. Câu 1. Câu văn nào cho biết cây đa đã sống rất lâu? A. Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. B. Cành cây lớn hơn cột đình. C. Ngọn chót vót giữa trời xanh. D. Tất cả các câu trên. D. Tất cả các câu trên. Câu 2. Cây đa được tác giả liên tưởng đến hình ảnh gì? A. Cái dù khổng lồ. B. Cái nấm vĩ đại. C. Tòa nhà cổ kính. D. Lâu đài kiến trúc hiện đại. C. Tòa nhà cổ kính. Câu 3. Cây đa gắn bó thân thiết với ai? A. Học sinh. B. Các chú công nhân. C. Tác giả và bọn trẻ trong làng. D. Những người đi đường. C. Tác giả và bọn trẻ trong làng. Câu 4. Ngồi hóng mát ở gốc đa, tác giả còn thấy những cảnh đẹp nào của quê hương? A. Lúa vàng gợn sóng. B. Cánh đồng làng. C. Đàn trâu no cỏ đi về. D. Tất cả các câu trên. D. Tất cả các câu trên. Tập làm văn. 5 điểm. Viết đoạn văn ngắn tả về con chó của nhà em hoặc của nhà hàng xóm.
gợi ý làm bài tập làm văn. Con cho em tả là của nhà em hay của nhà hàng xóm? Con cho có hình dáng như thế nào? Đặc điểm nào nổi bật nhất? Bài làm, Pilu là tên thường gọi của chú chó nhà em. Chú có thân hình mập mạp, bộ vó cao, toàn thân được bao phủ bởi một bộ lông màu vàng sẫm. Đôi mắt chú sáng quắc, tròn xoe. Đôi mắt ấy luôn nhìn mọi người trong gia đình em bằng ánh mắt đầy thân thiện. Mỗi khi em đi học về, chú nhảy quẳng lên rồi quấn quýt bên chân em. Chú thật có ích. Gia đình em xem chú như một vệ sĩ luôn canh chừng kẻ trộm. Chú cũng luôn làm tròn nhiệm vụ của mình. Em rất yêu quý Pilu.